thì sao ấy, cái chủ đề chính ngày hôm nay, chủ đề chính hôm nay là đếm tu nhé, đếm tu này. Đây mình sẽ lên đây cho các bạn dễ hiểu đi, đúng không? Mình tự nhiên có ác kia rồi, mình chơi ác này, mình có tất cả những cái ác kia, mình chơi tiếp những ác kia, build tiếp danh hiệu lên, chăm chỉ đi tống kim nó sướng, để nâng danh hiệu lên là ác của mình nó mạnh, việc gì phải khổ build lại cái ác cùi rách này từ một con ngami nó rất là gà. Mình build là vì các bạn, mình làm, mình phân tích các trường hợp để giúp các bạn thôi, không riêng phái ngami nhá. Cái khác phép thử như thế bạn có thể áp dụng tất cả, kể cả những cái phái phái nào bạn chơi cũng thế. Bạn hãy build, test thử đam, thay đổi, xong lại build, test thử đam, thay đổi. Và cuối cùng khi nó đã ok rồi ấy, là bạn chỉ nâng những cái như mình vừa bảo cái mắc cấp 119 ấy. Ok anh, mình sẽ cắt cái đoạn này ra nó riêng nhé. Để cho các bạn nào thích đam mê thôi nhé. Ok, còn bây giờ quay trở lại cái vấn đề tu này. Sau cái video ngày hôm nay, cái ác Ngami này nó sẽ vào quá trình tu luyện bế quan. Từ hôm nay mỗi ngày mình sẽ đi chai XP, đổi nguyên liệu lệnh bài, hóa linh tịch, gom long văn, gom chú văn, rồi là gom nguyên liệu lệnh bài làm báo vương lệnh, và đặc biệt đó là công lực đan. Tu luyện nó thế nào? Tu luyện nó quyết định đến 90% sức mạnh của con ác, đặc biệt game Thiên Long Tìm Kiếm 2. Vì sao nó lại như vậy? Mà vì sao các bạn cái ác như nãy nói đấy là cái ác giống hệt nhau về ngọc, khác nhau mỗi tu thôi, một ác 5 triệu, một ác 10 triệu. Nhá. Thì các bạn xem lại cái video về tu luyện đã hướng dẫn rồi, và vì sao nó đam 81k, vì sao đam 186k, vì sao đam 93k. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tu này. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10. À cho tôi mùng 9 tháng 9. Đây, tu luyện này. Cái cách tính tu cho các bạn ấy, đây. Những cái tầng dưới thì các bạn biết rồi đúng không? Một ngày nháy được 3 phát, xong là nhằm ngày nháy được 2 phát thì các bạn tính rồi nhé, không cần nữa. Mình chỉ tính cho các bạn từ cái ác này này, cái ác này của mình ấy, để cho các bạn hiểu thôi. Ở đây ấy, là mình 67 thì chúng ta lấy 100 trừ đi 67 nha các bạn, 100 trừ đi 67 là bằng 33 đúng không? 33 này mình cộng thêm này, chỗ này là bao nhiêu ạ? 80 này, nhưng mà thực ra là các bạn nên tính nó là 70 trên 100 nhé, thì vì từ cái tầng này lên ấy, các bạn một ngày nháy được một phát thôi đúng không? Đó thì cái này nó là 30 này, cộng 30 này, cộng với bao nhiêu đây ạ? À, chỗ này là 20 này, cộng với chỗ này là 30 này, cộng tiếp với chỗ này là 28 đấy, đúng không? Mình hơi tính hơi gà, đâm ra phải bấm máy tính cho nó nhanh. À, bao nhiêu ạ? 33 này cộng với lại 30 này cộng với lại 20 cộng 30 cộng 28, đáp số nó bằng 144, bằng 144 à, 141 nhỉ. 141 này là gì? 141 này là ngày đấy, 141 này là ngày, 141 mà chúng ta chia cho 30 ý, thì là 3, 4, 12, 3, 5, 15, gần 5 tháng à, cũng nhiều vậy. Đúng không nhỉ? 141 ngày, 3 tháng là 4 tháng, 4, 4, 3, 12, đúng không? Ok. Bây giờ ấy, một ngày thì các bạn nháy được một phát, tức là nó sẽ tăng rút ngắn xuống chỗ này còn một này, rút ngắn xuống chỗ này xuống còn một này. Nếu bạn ăn thêm công lực đan này tối đa bạn ăn được 3 viên một ngày, vì vậy một ngày sẽ rút xuống tầm 4. Một ngày ấy, các bạn sẽ rút ngắn được cái khoảng cách xuống tầm 4. Vì vậy cái ác này của mình xem trung bình ấy, nó cần khoảng hơn một tháng nữa nếu như mua được công lực đan đầy đủ thì sẽ mắc tu. Công lực đan này bạn có kiếm được ở những đâu? Tống kim,
mở hòm event event hòm vừa rồi rất nhiều. Thứ hai là sunbot của Lonser nhá. Đấy là những cái cách bạn có thể hướng được câu lược đa. Chịu khó đi tống kim ấy là bạn cũng có khá nhiều câu lược đa để ăn. Xong cái bản đếm tu nhá. Đó. Thì những cái này này, ví dụ như này, trong quá trình các bạn thực hiện cái tu này thì bạn gom thần minh phù như 1.000 cái mình bảo đi, gom long văn chú văn là 187 chú văn, 187 long văn trong quá trình gom đi, gom lệnh bài hợp nhất vào, gom hoán linh dịch vào, như đổi mình kinh nghiệm này này, tích vào đó một tháng này, tích vào đó, rồi là mua hai cái điêu văn này thì cũng nói nhé. Đấy. Rồi là gì ạ? Tiếp theo ấy, các bạn gom hồn băng châu, thỏi vàng và linh hồn tỏi biến đại thì làm những cái này này. Thì cái gì là cái quan trọng? Cái này là cái quan trọng nhất. Còn những cái kia thì trong thời gian làm cái này này, bạn làm những cái kia. Cái ác này sẽ bế quan tầm 1 tháng rưỡi. Nhá, 1 tháng rưỡi các bạn. Tầm đó là mình sẽ mắc tu. Hôm nay là ngày mùng 9. Thì đến ngày mùng 9 tháng 10. Và nó đến khoảng tầm ngày 23 tháng 10 là con này sẽ mắc tu 23 tháng 10. Ok nhá, video hướng dẫn tu ở trên kênh có rồi bạn nhá. Video hướng dẫn tu ở trên kênh có rồi. Sau ngày hôm nay ác này sẽ làm những cái mình vừa nói đấy. Từ ngày mai từ tí nữa nhá, tí nữa luôn đây này. Lam Tuyết Vũ sẽ tái xuất giang hồ nha các bạn. Ác này mình sẽ chuyển cho thằng cu em mình nó chơi. Để nó làm gì? Chai XP đổi nguyên liệu lệnh bài, gom công lực đan, long văn, chú văn, tu đi tống kim, săn gom thần binh phù 3. Tất cả những cái đó ra cho nó là. Hẹn gặp lại anh em với ác Tô Tuyết Lan này đúng vào ngày 23 tháng 10. Nhớ nhé, 23 tháng 10 chúng ta phải ghi vào đây, 23 tháng 10. Các bạn thấy là một cái ác nó khó, cực kỳ khó khăn đấy. Không phải là muốn làm nào làm đâu. Bạn làm bạn lên ngọc 7 ấy, nó chỉ được cái vỏ thôi. Mà cái vỏ đấy gần như là cái xác không hồn, không được cái gì hết. Các bạn đừng có nhìn ngọc ở game này, ở game tìm kiếm 2 đừng nhìn ngọc. Ngọc thằng nào ôn 7 hết. Cái ruột là cái này này. Cái ruột là cái này này. Cái ruột là cái này này. Cái này này. Cái này này. Cái là ruột. Ok. Bây giờ mình sẽ bảo thằng cu nó vào, nó đi tống kim. Và ác này sẽ bế quan tu luyện. Sau đây 30 giây thoát game. Ok nhanh em.